Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe tay ga, xe số đủ loại luôn. Anh chị bạn nào mua dòng nào thì chịu khó mình liên hệ ha. Thì đồng hành giới thiệu mà trong đây thì có em Thư sửa tự giới thiệu không mời Thư ạ. Hi, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một tuần lễ mới thật là nhiều năng lượng luôn. Hiện tại thì bên nhà cửa hàng của em Thư có rất là nhiều dòng xe giảm giá. Ví dụ như đầu clip đây thì mọi người thấy trông sẽ có bắt mắt hơn và lạ hơn ha. Thì em sẽ tư vấn cho cả nhà mình luôn. Hiện tại địa chỉ của cửa hàng em Thư là 16/23 Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Mọi người cần tư vấn dòng nào mọi người cứ kết bạn qua Zalo trực tiếp với em hoặc là nhá máy cho em tư vấn cho cả nhà mình nha. Với những khách hàng có đặt lịch hẹn trước với em Thư sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe 1 triệu kèm với đó là những combo quà tặng trị giá 2 triệu đồng tại cửa hàng của em luôn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Thì đầu clip đây sẽ gửi đến mọi người là dòng Future bên em mẫu 2024 bên em vừa đáp. Sẵn đó thì trong tuần lễ này giá đang rất là hot luôn mọi người ơi. Giá nó đã lên rồi nên là nhưng mà hiện tại tại cửa hàng em vẫn đang bán giá rất là tốt cho cả nhà mình. Hiện tại bản này em đang giảm cho cả nhà mình là 37.500.000 đã bao gồm thuế VAT cho cả nhà mình rồi ha. Với phiên bản này nếu mua góp trả trước cho em 2 tới 3 triệu là ok. Mọi người thấy lạ hơn một xíu là ở cái phần đèn này mọi người. Khi mà em bật lên ha thì nó sẽ có hiệu ứng của đèn ha. Đèn demi led nha cả nhà. Với phiên bản đèn này hiện tại chương trình giảm phụ kiện và định vị bên em đang có chương trình giảm cho cả nhà mình là sale 50% ha. Phần này mình cứ kết bạn qua Zalo giúp em sẽ tư vấn thêm cho cả nhà mình. Rồi tiếp đến cũng là một phiên bản Vision nha cả nhà. Bản này thì em đã lên đèn từ con phiên bản cao cấp rồi ha. Ví dụ như là mình muốn mua góp mà mình muốn mua tiền mặt gì đó, nhanh ta liên hệ với em. Hiện tại phiên bản thường thì chỉ có 30 triệu thôi, nhưng phiên bản cao cấp này sẽ là 32.500.000 là giá xe cả nhà. Hiện tại chương trình đèn cũng đang có chương trình giảm cho cả nhà mình là 50% về phần phụ kiện ha. Kèm với đó là nhận combo quà tặng khi mà mình có liên hệ trước luôn. Nên là mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về phụ kiện này kia thì cứ kết bạn qua Zalo giùm em ha. Rồi bên dưới này thì bên em sẽ sale cho cả nhà mình là SH Mode. Trong tuần lễ này SH Mode đang giảm rất là giá là siêu hời luôn, siêu yêu luôn nha cả nhà. Hiện tại CVS là 57 triệu bao VAT cho cả nhà mình luôn. Còn mà ABS là 63 triệu nha. Giá đã bao gồm VAT rồi. ABS thì bao gồm có màu bạc là màu nổi bật nhất và tiếp đến là màu xám xi măng. Hiện tại em quay đại diện ở đây để báo giá cho cả nhà mình. Còn riêng về màu sắc thì bên em sẽ có đủ màu cho cả nhà mình luôn ha. Đủ 18 tuổi là bên em đã có thể hỗ trợ cho cả nhà mình lên hồ sơ rồi. Một căn cước công dân là mình đã có thể sở hữu xe ha. Tiếp đến là dòng SH cao, trong tuần lễ này bên em cũng đang sale rất là nhiều. Ví dụ như phiên bản 125, nếu như mình có liên hệ trước nè, em giảm cho cả nhà mình là 74 triệu bao VAT luôn, có CBS và ABS. Còn tiếp đến là 160. Với phiên bản 160 thì bên em sẽ có A và C luôn. CBS hiện tại là 92 triệu bao VAT, ABS sẽ là 102 triệu ha. Tùy màu nha cả nhà. Nó có dạng là màu đặc biệt như là màu đen nhám hoặc là màu xám thể thao mẫu mới 2024 á. Thì trong tuần lễ này ví dụ như mình muốn mua 125 mình trả trước giúp em 10 tới 12 triệu là mình sở hữu. Mình mua 160 thì mình trả trước giúp em từ 25 tới 30 triệu ha. Bên dưới này em có rất là nhiều. Winner thì sẵn đây cập nhật giá cho cả nhà mình luôn. Winner thì CBS sẽ là 33 triệu nha, bao VAT. ABS sẽ là 36 triệu. Ok, bao 125 em. Dạ riêng về Ario 125 trong tuần lễ này giá em để cho cả nhà mình siêu tốt luôn. Với phiên bản khóa thường sẽ là 36 triệu bao VAT. Chỉ có phiên bản khóa thông minh thì giá đợt này nó hơi cao một xíu, nó sẽ là 39 triệu nha. Nhưng trong tuần lễ này giá em bao thị trường luôn, vẫn là giá tốt cho cả nhà mình. Hiện tại bản khóa thông minh thị trường nó đã đang bán giá là 42 rồi ha. Hiện tại bên em chỉ có bán 39 triệu thôi cho cả nhà mình nhé. Với lại là bản này là bản nhập hỏng của từ Indo. Với lại có luôn những cái màu sắc 3D ví dụ như là trắng đỏ nè, đỏ candy nè hoặc là xám ánh tím, toàn là màu hot trend hiện tại bên em lên màu nha. Rồi Vision đi. Dạ Vision trong tuần lễ này bên em cũng đang sale nè cả nhà. Hiện tại là 30 triệu đối với phiên bản khóa thường, 32.500.000 đối với phiên bản khóa thông minh. Những phiên bản như là đặc biệt hoặc là thể thao hoặc là cổ điển thì nó sẽ chênh nhau tầm 2 triệu thôi ha. Okay. Mà cũng trả trước 2 triệu là mình đã thể sở hữu rồi ha. AB 125. Dạ AB 125 trong tuần lễ này thì 39 triệu bao VAT. Với phiên bản ví dụ như mình lên màu như thế này mình chỉ cần cộng thêm tiền sơn 1 triệu giúp em đó là được. Có luôn 160 cho cả nhà mình tham khảo nha. 160 bên em đang sale là 53 triệu nha, bao VAT luôn. Màu nào bên em cũng có. Một số màu hot như là lên xanh candy nè, xanh ngọc nè. Và chương trình bảo hành xe của mình là bảo hành toàn quốc 3 năm luôn. Nên là ví dụ như khách hàng xem được video clip này thấy bên em giá rẻ hơn thị trường thì có thể đặt hàng với em thêm vài mẫu cô điển với lại Future đi em. Dạ rồi ok. Bên em có ship xe toàn quốc cho cả nhà mình nha. Hỗ trợ chi phí đi lại cho anh em nhà mình luôn. Trong này thì nó có bản Vision tiêu chuẩn này, hoặc là thể thao này, hoặc là tiêu chuẩn là có đủ không? Tiêu chuẩn là 30 triệu nha. Sẵn đây có Mio, em thể quay Mio luôn nha cả nhà. Mio thì nó chỉ có 26.500.000 thôi ha. Nhưng mà đang đứt mẫu á, nên là số lượng bên em còn 1-2 chiếc nữa là hết rồi ha. Đây là cổ điển mẫu mới 2024, giá vẫn đang rất là tốt để cho cả nhà mình là 35.500.000. Bên dưới này bên em sẽ có quay Alpha nha. Quay Alpha hiện tại là 18 triệu bao VAT. Future hiện tại đợt này bên em giờ số lượng lớn nhưng mà toàn là bánh mâm thôi cả nhà. Mẫu 23 thì sẽ là 35 triệu, còn mà mẫu 24 sẽ là 37.500.000 nhé. Bao VAT đầy đủ cho cả nhà mình rồi ha. Đây là màu đen nhám nè. Đây là bản thể thao. Thể thao đang còn số lượng lớn nha. Vẫn đang sale trong tuần lễ này là 35.500.000. Nhanh ta liên hệ với em để giá tốt cho cả nhà mình nha. Cổ điển thì nó có hai mẫu nè mọi người. Mẫu dạ. Đây là màu trắng sữa nè. Có lại mẫu trên này. Trên này đo chứ. Đấy, hai mẫu cổ điển á. Dạ. Rồi, thì anh chị bạn nào mua dòng nào thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo cho em Thư để mà em Thư hỗ trợ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á, xin chào. Dạ, trong tuần lễ này giá sale rất là nhiều, mình nhanh ta liên hệ qua số điện thoại Zalo để em gọi em tư vấn cho cả nhà mình hơn nha. Cảm ơn mọi người.